Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày tạm nghỉ thì vào ngày hôm qua, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tournoi Sen năm 2019 đã chính thức quay trở lại với các trận đấu cạnh tranh các suất vào vòng bán kết. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến đáng chú ý nhất. Ở cuộc so tài đầu tiên giữa đội Phúc Kiến Trung Quốc và đội Đại học Đài Bắc Trung Hoa, sau những phút đầu tiên thi đấu khá cân bằng khi các cầu thủ của hai đội thay nhau lập công, tuy nhiên ở những điểm số cuối của set đấu đầu tiên, các cô gái của đội Phúc Kiến Trung Quốc trong trang phục áo trắng cam bất ngờ chơi khởi sắc và tạo ra được khoảng cách điểm lớn trước khi kết thúc set đấu thứ nhất với phần thắng 25-20. Nắm giữ lợi thế, các cô gái của đội Phúc Kiến Trung Quốc bước vào set đấu thứ hai với sự hưng phấn. Liên tục những pha tấn công được đội Phúc Kiến Trung Quốc thực hiện thành công và phần thắng trong set đấu này một lần nữa nghiêng về đội bóng của thầy trò huấn luyện viên Hu Jin với tỷ số 25-14. Set 3, thậm chí mọi chuyện còn dễ dàng hơn với câu lạc bộ Phúc Kiến Trung Quốc khi họ nhanh chóng khép lại set đấu với tỷ số 25-10 để giành vé vào bán kết gặp đội NEC Red Rocket của Nhật Bản. Ở trận đấu diễn ra sau đó, đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng có một chiến thắng dễ dàng trước đội Antei đến từ Kazakhstan. Trong set đấu đầu tiên, đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong trang phục áo xanh là những người nắm giữ thế trận khi nhanh chóng vươn lên dẫn điểm và giành chiến thắng trong set đấu này với điểm số cách biệt 25-10. Thế trận của set đấu thứ hai cũng không có nhiều khác biệt so với set đấu thứ nhất, khi đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục thi đấu lần lướt hơn để giành chiến thắng trước đội Antei của Kazakhstan với tỷ số 25-12. Sang set đấu thứ ba, mặc dù đã có một vài thay đổi về chiến thuật lẫn nhân sự, thế nhưng các cô gái của đội Antei đến từ Kazakhstan dường như không thể ngăn cản được những pha tấn công sắc bén của đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và để thua với tỷ số 14-25. Giành chiến thắng 3-0 trước đội Antei đến từ Kazakhstan, đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên giành quyền vào bán kết và sẽ gặp đội tuyển Việt Nam. Như vậy là giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2019 đang đi tới những ngày thi đấu cuối cùng và các đội bóng góp mặt tại vòng bán kết của giải đấu năm nay cũng đã được xác định. Ngay sau đây sẽ là lịch thi đấu chi tiết trong ngày hôm nay. Diễn ra sớm nhất trong ngày hôm nay là trận đấu tranh hạng 5 giữa đội Đại học Đài Bắc Trung Hoa và đội Antei đến từ Kazakhstan. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ. Sau đó vào lúc 17 giờ, trận bán kết 1 của giải sẽ là cuộc so tài giữa đội Phúc Kiến Trung Quốc và câu lạc bộ NEC Red Rocket của Nhật Bản. Vào lúc 19 giờ, các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào một thử thách thực sự khi so tài với đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở trận bán kết 2. Ba trận đấu này sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và ứng dụng thể thao VTV Sport. Kính mời quý vị chú ý đón xem.